Xin chào mọi người, đây là con Lai Chiếu Z6 Fly. Con Lai Chiếu đang là mưa làm gió thị trường trong cùng phân khúc nha. Lai Chiếu Z6 Fly có độ chiếu phân giải 4K HD 1080. Ngoài ra kích thước màn chiếu lên đến 300 inch nhé các nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách cắm USB và sử dụng USB cảnh bên mình nhé. Bên cạnh máy chiếu đây là sẽ có hai cổng USB và một cổng HDMI. Khi mua máy chiếu bên mình, các bạn sẽ được tặng kèm một USB cảnh 64GB nhé. Và mình sẽ cắm vào cổng USB này nhé. Sau đó mình sẽ khởi động máy chiếu nhé. Mình sẽ sử dụng điều khiển từ xa nhé. Đây là giao diện của máy chiếu nhé. Ô màu vàng đầu tiên đây là USB đây. Đây, ngoài ra còn có app này, App Store để mình có thể tải các ứng dụng này nhé. Đây cả đây là mình có thể sử dụng YouTube, Netflix nhé. Đây, ngoài ra còn có các trình phản chiếu điện thoại nhé. Đây mình sẽ tiếp vào USB nhé. USB cảnh bên mình nhé. Mình sẽ bấm vào. Đây. Sau đó sẽ có danh mục cảnh nhé. Đấy, các bác chỉ việc chọn bất kỳ một cảnh nào đó. Đây, mình sẽ bấm chọn. Đây, mình sẽ chiếu 26 nhé.